Rồi đấy này, quay lại đi. Quay lại với kia. Quay lại đi. Đi liên tục không có nghỉ. Tập thể dục cho nó khỏe mà. Cán bộ trực chốt ra tay giúp người đàn ông tập thể dục ngoài đường như nguyện vọng. Cái kết khiến dân tình hả hê. Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị lực lượng chức năng phạt do vi phạm phòng chống dịch đang được chia sẻ rần rần khắp các trang mạng xã hội hiện nay. Theo đó, người đàn ông này bất chấp quy định về giãn cách phòng dịch mà vẫn ngang nhiên đi bộ tập thể dục. Khi bị phát hiện, đối tượng không bị lập biên bản xử phạt hành chính mà nhận một hình phạt khác rất đặc biệt. Đội kiểm dịch đã yêu cầu người đàn ông bê một khối vuông có thể là xi măng, đi bộ vòng vòng quanh khu đất trống. Đi được một đoạn đã thấm mệt, đối tượng lại gần lực lượng chức năng có ý định xin thôi, nhưng ngay lập tức một giọng nói đanh thép vang lên. Quay lại đi, đi liên tục không có nghỉ, tập thể dục cho khỏe cơ mà. Người vi phạm lại lầm lũi đi tiếp không dám than thở nửa câu. Có lẽ khối vuông khá nặng nên đối tượng nhọc nhằn, chỉ cố tiếp được một đoạn rồi ngồi thụp xuống, không đi tiếp được. Mặt người vi phạm lúc này đúng kiểu, thôi em xin lỗi, em sai rồi, không bao giờ em ra đường tập thể dục mùa dịch nữa đâu. Cách phạt của lực lượng chức năng trong đoạn clip trên rất được lòng dân mạng. Nhiều người chia sẻ xem clip vừa tức vừa buồn cười. Ý thức của người đàn ông này rất đáng lên án, nhưng cách xử lý của cán bộ kiểm dịch chắc chắn sẽ khiến cho đối tượng sợ mà không dám tái phạm nữa. Còn bạn, bạn thấy thế nào khi xem xong đoạn clip này? Comment bên dưới nha! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất. Nặng hả? Mai giờ bỏ ngày tập thể dục chưa?